Phong Linh và Hải Triều rất vui khi được gặp quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Mua Gì Ở Đâu phát sóng trên kênh HTV7. Như thường lệ, trước khi kết thúc một tuần học tập và làm việc, Mua Gì Ở Đâu sẽ đưa quý khán giả đến một số địa điểm du lịch rất độc đáo. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Mở đầu chương trình hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ thông tin về một số sự kiện rất đặc biệt cùng những dự án giàu ý nghĩa. Thưa quý vị, mới đây Nutifood đã chính thức ra mắt Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển NNRIS với mục tiêu mang đến các giải pháp dinh dưỡng chuẩn cao, góp phần nâng cao tầm vóc của người Việt. Trong suốt 20 năm qua, các chuyên gia của Nutifood đã không ngừng nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Điều này góp phần giúp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi ở nước ta từ 32,6% năm 2008 xuống dưới 23,2% năm 2018. Tuy nhiên, đây vẫn là mức tỷ lệ khá cao. Trong khi đó, Thụy Điển có sản lượng sữa organic thuộc top 10 thế giới cùng năng lực nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng hàng đầu và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Do đó, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood được thành lập tại quốc gia này chính là nền tảng để mang những tinh hoa khoa học dinh dưỡng chuẩn cao châu Âu đến với người tiêu dùng Việt Nam. Tình trạng dinh dưỡng thì ngoài cái tầm vóc ấy, nó còn liên quan đến những vấn đề ví dụ như là vi chất dinh dưỡng, thiếu sắt, thiếu kẽm, rất là nhiều các vi chất khác nữa và rất nhiều vấn đề sức khỏe khác. Thế chính vì vậy chúng tôi thấy rằng là cái con số của chúng ta ấy, hiện nay cứ mang tính đại diện thì nó vẫn là còn hạn chế và chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới cần phải có những nghiên cứu để bổ sung thêm các thông tin này. Nutifood đã có đầu tư vào Thụy Điển một cái nhà máy sản xuất sữa ở đó để sản xuất các sản phẩm tiêu chuẩn cao như organic. Cái thứ hai là ở đó chúng tôi thành lập một cái viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển là để tập hợp các cái chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng ở châu Âu, ở Thụy Điển để mà đưa ra những cái giải pháp dinh dưỡng phù hợp nhất với thể trạng của người Việt Nam. Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển là nơi quy tụ hơn 50 nhà khoa học và chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại châu Âu và Việt Nam, đồng thời hợp tác với các tập đoàn dinh dưỡng lớn đến từ Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, cùng các hiệp hội y khoa và trường đại học y dược. Tại đây cũng sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học cũng như tuân thủ tiêu chuẩn của châu Âu để nghiên cứu, phát triển và cho ra đời những giải pháp dinh dưỡng phù hợp nhằm tối ưu tiềm năng phát triển cả về thể chất và trí tuệ của người Việt. Cũng nhằm mục tiêu trên, Nutifood cũng đã tiến hành ký kết hợp tác truyền thông với Bộ Y tế cùng 7 hiệp hội y khoa và 5 trường đại học y dược. Nếu quý vị yêu thích các sản phẩm và dịch vụ đến từ xứ sở hoa anh đào, thì xin mời quý vị không nên bỏ qua cơ hội tham gia sự kiện Japan Vietnam Festival sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần này. Đặc biệt tại đây, tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản Retro cũng sẽ có nhiều gian hàng giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm rất thú vị. Đây chính là một trong những hoạt động từ dự án Japan Mall của Retro với mục đích thúc đẩy việc bán các sản phẩm Nhật Bản thông qua những trang thương mại điện tử IC và nhà bán lẻ tại nước ngoài. Đến năm 2020, đã có 7 đơn vị tham gia dự án bao gồm cả Family Mart, Hachi Hachi và Camereo với các sản phẩm khá đa dạng từ thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày cho đến mỹ phẩm. Trong đó, kem, gia vị rắc cơm, furikake, đậu natto, giấm táo hay miếng đắp mắt thư giãn đã được đánh giá cao bởi người tiêu dùng cùng các trang thương mại điện tử và nhà bán lẻ. Trong lúc lưu lượng hàng hóa giữa Nhật Bản và nước ngoài bị hạn chế vì dịch Covid, Retro đã bắt đầu vận hành nền tảng trực tuyến Japan Street từ đầu năm nay, cho phép hỗ trợ việc phân phối các sản phẩm Nhật. Hơn 500 nhà cung cấp đã đăng ký trên trang web và dự kiến sẽ tăng số lượng trong tương lai. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận, trải nghiệm sản phẩm đến từ Nhật Bản. Xuất hiện đầy nổi bật trong những năm gần đây, Phú Yên đã thu hút đông đảo du khách trong nước cũng như nước ngoài, không chỉ dừng lại ở biển xanh, cát trắng. Tiềm năng du lịch của Phú Yên còn có trên những vùng cao nguyên vẫn đang chờ đón du khách đến khám phá. Cao nguyên Vân Hòa thuộc huyện Sơn Hòa
và một phần huyện Tuy An với nhiều nắng, gió và cả sương mù. Với khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm nên được mệnh danh là Đà Lạt của Phú Yên. Bên cạnh đó, nơi đây còn có hệ thống di tích lịch sử phong phú. Nhiều nhà vườn, trang trại và khu du lịch nghỉ dưỡng cũng đang dần được xây dựng tại đây. Với định hướng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, du khách nghỉ lại qua đêm còn có thể được xem nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng chiêng, chim năm đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Một trong những điểm đến độc đáo mà du khách thường chơi yên tại cao nguyên Văn Hòa chính là những vườn cây đỏ. Đây là loại thực vật bản địa dạng thân gỗ có chiều cao từ 10 đến 15 mét với trái mọc thành từng chùm có màu đỏ cùng vị thanh chua, có thể dùng để ăn sống hoặc là ủ rượu. Trong khi đó, những cây mít cổ thụ trên 100 năm tuổi cho trái ngọt thơm cũng là một sản vật nổi tiếng tại đây. Đến với cao nguyên đá Vân Hòa, quý khán giả đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sản truyền thống của người dân bản địa như gà kho mắm thơm hay canh chua lá dít, bò một nắng chấm muối kiến vàng, mắm mối Sơn Hòa. Tỉnh Bắc Giang không chỉ có vùng đất lục ngạn với mùa hoa vải đẹp mắt, nếu đến với xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, quý khán giả còn có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây giả hương duy nhất trên thế giới. Cây giả hương cao 36m, chu vi thân khoảng 17,4m. Theo ghi nhận, trên thế giới chỉ có hai cây như vậy, một là cây giả hương này và một là cây khác ở châu Phi. Hiện tại cây ở châu Phi đã chết. Cây giả hương Tiên Lục có dáng uy nghi, cành lá sum suê quanh năm như một biểu tượng cho sự trường tồn của thiên nhiên. Cây thuộc dòng họ lông não có thể sống hàng ngàn năm. Năm 2012, cây giả hương được công nhận là di sản Việt Nam. Hiện tại, cây gần như rỗng hoàn toàn ở phần gốc, được gia cố bằng các trụ bê tông và được định hình sơn để bảo tồn và giữ dáng cho cây. Người dân cho biết, trước đây phần rỗng ở gốc cây có thể chứa được cả chục trẻ nhỏ chơi đùa bên trong. Cây nằm kề ngay phía sau ngôi đình cũ Vĩ Sơn, càng tăng thêm sự uy nghi và cổ kính. Trước đây, cây đã được ghi tên, in ảnh trong cuốn từ điển bách khoa Lauracy của Pháp và giới thiệu ảnh tại hội chợ Marseilles năm 1932. Hoa cây giả hương nhỏ rất thơm vào ban đêm, có màu vàng nhạt và nở vào cuối mùa xuân. Hàng ngày, địa điểm này vẫn đón nhiều lượt khách tham quan và chiêm ngưỡng. Và chương trình cũng không quên giới thiệu đến quý khán giả những món đặc sản nhất định phải thử trong hành trình khám phá của mình. Đừng rời mắt khỏi màn hình để quý vị có thể theo dõi những thông tin về một vùng đất đặc biệt cũng như món ăn rất hấp dẫn sẽ xuất hiện ngay sau đây nhé. Nhìn vùng cao không chỉ mang đến cho người dân nguồn nguyên liệu đặc biệt mà còn nuôi dưỡng khẩu vị của họ theo một cách rất khác. Điều đó thể hiện qua cà đắng và đọt mây, hai thứ nguyên liệu mọc dại với vị đắng đặc trưng. Nếu cà đắng bây giờ đã trở thành rau quả quen thuộc trong vườn nhà, thì đọt mây vẫn là quà quý của rừng núi, vì phải đi rất xa mới tìm được. Điểm chung của hai thứ nguyên liệu này là ăn vào đắng chát, nhưng dần sẽ cảm nhận được vị ngọt, không nồng gắt lại dễ khiến người ta nhớ nhung. Với cà đắng, nếu muốn tận hưởng hết vị đặc biệt của loại quả này, thì tốt nhất nên ăn sống hoặc trộn gỏi. Cá cơm chiên giòn rồi để cho thật ráo, nêm thêm sả, củ nén, ớt xanh, nước cốt chanh và chút gia vị. Tất cả vị đắng, cay, chua, đồng sẽ khiến món ăn vui miệng này trở nên khó quên trong những ngày mưa dầm. Những mách nhỏ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên theo dõi lại chương trình trên kênh Facebook và YouTube của Mua Gì Ở Đâu nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.